Lưu Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho thứ Sáu ngày 6 tháng Giêng năm 2023. Và sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Hàng trăm doanh nghiệp của Pháp đóng cửa vì khủng hoảng năng lượng. Bà Marine Le Pen, cựu ứng cử viên tổng thống của Pháp, nói vào ngày 5 tháng Giêng rằng nhiều doanh nghiệp tại nước Pháp buộc phải tạm ngừng hoạt động do giá năng lượng không thể chấp nhận được. Một năm đã trôi qua kể từ khi thị trường điện tại châu Âu vượt tầm kiểm soát và hóa đơn năng lượng tăng lên rõ rệt. Sự bùng nổ về giá là không thể chịu đựng được đối với các doanh nghiệp vốn đã phải đối mặt với chi phí cao và sức mua của người Pháp giảm. Tờ Isvesia dẫn lời của bà Le Pen cho biết như trên. Theo bà, một trong những nguyên nhân gốc rễ có thể là do cơ chế chỉ số giá toàn châu Âu được chính quyền của Pháp áp dụng. Cuộc khủng hoảng không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên gây ra, mà là do một số quyết định không thành công mà chính phủ của Pháp theo đuổi trong 20 năm qua, đặc biệt là dưới thời của các tổng thống François Hollande và Emmanuel Macron. Một ví dụ điển hình là việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân và sự suy giảm sản lượng điện tại các nhà máy điện hạt nhân. Vì vậy, việc tăng giá bắt đầu vào năm 2021 và cuộc xung đột Ukraine chỉ làm tình hình thêm trầm trọng. Về phía Moscow, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh chính sách năng lượng sai lầm trong nhiều năm trước đã dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Tổng thống Pháp hứa chuyển xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine Tổng thống muốn tăng cường viện trợ cho Ukraine bằng cách phê chuẩn kế hoạch cung cấp xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC. Đây là lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được cung cấp cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Cố vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vào hôm 5 tháng Giêng sau cuộc điện đàm giữa ông chủ của Điện Élysée với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chưa rõ số lượng và thời điểm nước Pháp bàn giao xe tăng AMX-10RC cho Ukraine, nhưng hai nước đã thống nhất về các điều khoản về huấn luyện binh sĩ và bảo dưỡng khí tài. Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn ông Macron vì quyết định này, nói rằng sự lãnh đạo của Tổng thống Pháp giúp cho chúng tôi tiến gần đến chiến thắng hơn. Ông đã viết như vậy ở trên Twitter. Hành động này đánh dấu sự thay đổi đáng kể ở trong chính sách viện trợ của Pháp đối với Ukraine. Cung cấp tiêm kích, tên lửa tầm xa và xe tăng thường cho Kiev được coi như là động thái leo thang tiềm tàng có thể sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa phương Tây và Moscow. Nước Pháp đã từng cung cấp pháo tự hành hiện đại, xe chiến đấu bộ binh và tên lửa phòng không cho quân đội của Ukraine. Nhưng Tổng thống Macron cũng đã nhiều lần thể hiện nhượng bộ nước Nga và tránh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Tổng thống Putin. Ông Macron cũng từng tuyên bố có hai lần danh đỏ phải xem xét khi thảo luận về hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, đó là không ảnh hưởng đến khả năng tự vệ của nước Pháp và không biến nước Pháp trở thành một bên tham chiến. Ukraine cảnh báo sẽ có những cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của Nga. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine là Kirill Butanov tuyên bố sẽ có thêm các cuộc tấn công ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ của Nga. Tuyên bố được ông Butanov đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News đăng tải vào ngày 5 tháng Giêng. Ông Butanov cũng nói giao tranh dự kiến nóng nhất vào tháng 3 tới. Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân. Khi được hỏi về các cuộc tấn công trên bán đảo Crimea thời gian gần đây, ông nói: "Crimea là lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trên lãnh thổ của mình." Ông cũng gửi lời cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Ukraine kể từ đầu cuộc chiến do Nga phát động, đồng thời hy vọng Washington sớm gửi xe chiến đấu bọc thép Bradley cho Kyiv để cải thiện khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Trong một diễn biến khác, hãng tin TASS vào ngày 5 tháng Giêng dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng tiết lộ nhà máy Arsenievsky đã giao cho quân đội của Nga 10 máy bay trực thăng tiên tiến Ka-52M. Đây là loại trực thăng trinh sát và tấn công được nâng cấp đáng kể và quá trình bàn giao sẽ tiếp tục trong năm nay. Serbia bác bỏ yêu cầu trừng phạt Nga từ phía Liên Âu Tổng thống của Serbia Aleksandar Vučić ngày hôm qua đã khẳng định việc Liên Âu kêu gọi nước này áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga là can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước. Trong một bài phát biểu tổng kết cuối năm, ông Vučić đã ca ngợi những thành tựu kinh tế và chính trị của đất nước và đồng thời so sánh bản thân mình như là một con sói không thể bị thuần hóa dưới áp lực quốc tế. Hãng tin AP đưa tin ông nói rằng cảm ơn rất nhiều vì đã can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi một cách trắng trợn. Ông nói như vậy khi đề cập đến yêu cầu từ phía phương Tây. Mặc dù đã nộp đơn để xin gia nhập vào khối Liên Âu, nhưng Serbia đã nhiều lần phớt lờ kêu gọi điều chỉnh chính sách đối ngoại, đồng thuận với 27 thành viên của khối, bao gồm có việc tham gia các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Ngoài Belarus thì Serbia là quốc gia Âu Châu còn lại chưa áp đặt lệnh trừng phạt nào với Moscow. Nhiều thành viên của Liên Âu đã đề nghị đình chỉ việc xét duyệt Serbia vào thành viên của Liên minh Âu Châu cho đến khi nào chính quyền Serbia đồng thuận với chính sách đối ngoại của Liên minh này. Trước đây Nga đã từng ủng hộ các tuyên bố của Serbia với Kosovo vốn đã tách ra khỏi Serbia và tuyên bố độc lập vào năm 2008 với sự hỗ trợ của phương Tây. Tổng thống Serbia ông Vučić nói rằng giới chức Hoa Kỳ và Liên Âu sẽ đến Serbia trong vài ngày tới để thảo luận về căng thẳng liên quan đến vấn đề của Kosovo khi mà Serbia điều quân đến vùng biên giới chung trong những tuần qua. Khu vực miền bắc của Kosovo cũng có lượng lớn người dân tộc thiểu số Serbia. WHO hy vọng đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt trong năm nay. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO là ông Tedros vào ngày 5 tháng Giêng bày tỏ hy vọng rằng là đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2023. Ông Tedros cho biết thêm rằng là thế giới hiện đang ở trong tình trạng tốt đẹp hơn nhiều so với vài năm trước nhờ những cải tiến trong nguồn vaccine và phương pháp điều trị. Tuy nhiên thì vẫn còn sự chênh lệch nghiêm trọng trong việc tiếp cận hệ thống xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng. Cuối cùng, thì SARS-CoV-2 vẫn là một loại virus nguy hiểm đối với sức khỏe con người, với nền kinh tế và xã hội nói chung. Đại dịch đã bao trùm thế giới từ đầu năm 2020, sau khi các báo cáo đầu tiên về đợt bùng phát ở Vũ Hán của Trung Quốc xuất hiện vào tháng 12 năm 2019. Hơn 6.6 triệu người đã tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới. Tin đến từ Anh Quốc, thưa quý vị, Điện thoại của các bộ trưởng Anh quốc có thể bị xâm nhập chỉ trong vòng có 20 phút. Tờ báo The Times ngày hôm qua đã dẫn những cảnh báo từ giới chuyên gia rằng các bộ trưởng và một số lượng lớn công chức ở Anh Quốc có nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với nguy cơ là bị tin tặc tấn công sau khi dữ liệu cá nhân của họ bị phơi bày ở trên mạng. Đây là hình thức tấn công lừa đảo khi tin tặc giả dạng là người có tên ở trong danh bạ điện thoại của nạn nhân và đánh lừa để người này cho phép truy cập vào điện thoại của họ. Theo ước tính của các chuyên gia, khối lượng thông tin khổng lồ có sẵn ở trên mạng đồng nghĩa với nguy cơ là điện thoại của một bộ trưởng Anh có thể sẽ bị tin tặc xâm nhập chỉ trong vòng 20 phút. Trước đó, thì danh tánh, chức vụ và địa chỉ email của 45.000 công chức ở Anh đã được công khai ở trên trang mạng Dịch vụ Liên lạc Chính phủ, tức là GSC. Khoảng chừng 3.000 trường hợp có số điện thoại di động, trong khi những trường hợp khác thì có thông tin về tài khoản Twitter và LinkedIn. Ông Richard DeVere, chuyên gia an ninh trực tuyến cho hay, vào năm 2019, ông đã đề cập đến nguy cơ trên cho Trung tâm An ninh mạng quốc gia, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng, dịch vụ liên lạc chính phủ lẽ dĩ nhiên phải có thư mục công khai về các bộ trưởng và công chức của nước này. Chuyên gia trên cũng cho rằng, việc điện thoại của bà Lichert bị tin tặc xâm nhập và truy xuất thông tin vào thời điểm bà còn là ngoại trưởng của Anh có thể thuộc về dạng tấn công nói trên. Hoàng tử Harry tiết lộ chuyện xô xát với anh trai William. Trong cuốn tự truyện mới, hoàng tử Harry đã kể lại chi tiết lần xô xát với hoàng tử William ở London vào năm 2019. Theo lời kể của hoàng tử Harry, hoàng tử William khi đó đã có những lời lẽ chê trách Meghan Markle là khó tính và khiếm nhã. Ngược lại thì hoàng tử Harry cũng gọi vương phi xứ Wales, tức là phu nhân của hoàng tử William, là con vẹt của giới báo chí. Tờ Guardian đã đưa tin vào ngày năm tháng Giêng như trên. Cả hai ngày càng căng thẳng chờ đến khi hoàng tử William đã tóm lấy cổ áo của tôi và kéo đứt chiếc vòng cổ và đánh tôi ngã xuống sàn, hoàng tử Harry đã viết. Công tước xứ Sussex nói thêm rằng là cuộc xô xát đã khiến cho anh bị thương ở lưng. Tình huống sẽ được tái hiện lại trong Spare, tức là cuốn tự truyện về cuộc đời của vợ chồng hoàng tử Harry sắp được xuất bản trên toàn thế giới vào tuần tới. Ngoài cuốn tự truyện, hoàng tử Harry và vợ là Meghan cũng đã ra mắt loạt phim tiết lộ về câu chuyện hoàng gia trên Netflix vào đầu tháng 12 năm ngoái. Ngay sau khi trailer của bộ phim được tung ra, báo chí của Anh Quốc đã cáo buộc vợ chồng hoàng tử Harry đã kiếm hàng triệu mỹ kim từ địa vị hoàng gia trong khi công kích chính gia đình hoàng tộc của mình. Giá dầu tiếp tục lao dốc. Giá dầu thô trên thế giới tiếp tục rớt xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng 2 tuần chuyển vọng u ám của nền kinh tế toàn cầu vẫn bao trùm lên thị trường nhiên liệu. Đây là ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận giá dầu thế giới giảm mạnh. Theo dữ liệu của Trading Economics, tính cho đến ngày 5 tháng Giêng, giá dầu Brent đã rơi xuống còn là 80 đồng 5 Mỹ Kim cho một thùng sau khi lao dốc hơn 4% trong ngày trước đó. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 26 tiếng, giá của mỗi thùng dầu Brent đã sụt giảm đến gần 6 Mỹ Kim trong khi đó giá dầu WTI đã giảm sâu so với ngưỡng quan trọng là 80 Mỹ Kim cho một thùng, ở mức còn là hơn 75 Mỹ Kim cho một thùng. Giá dầu lao dốc do những lo ngại về việc đồng đô la Mỹ tăng cao hơn, triển vọng đối với nhu cầu dầu thô do đó cũng đã xấu đi. Ông Edward Moya, chuyên gia về tài chính có trụ sở ở Hoa Kỳ đã nhận định. Ông cho rằng đến nay việc mở cửa trở lại của Trung Quốc vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi. Điều này đã ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô trong ngắn hạn của nước mua dầu thô hàng đầu của thế giới. Nguy cơ suy yếu của nền kinh tế toàn cầu trong năm nay cũng đè nặng lên giá dầu. Mới đây ông William Dudley, cựu chủ tịch của cơ quan dự trữ liên bang Hoa Kỳ tức là Federal Reserve thuộc về chi nhánh New York, cho rằng kinh tế Hoa Kỳ sẽ rơi vào một cuộc suy thoái dù không nghiêm trọng. Nhóm nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát thì cho rằng khả năng xảy ra suy thoái lên đến khoảng 70%. Và đó là những phần tin thế giới thưa quý vị. Sau vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden công bố chính sách mới nhằm hạn chế di dân lậu. Tổng thống Joe Biden vào ngày 5 tháng Giêng công bố chính sách mới nhằm hạn chế di dân lậu. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ nhận 30.000 di dân một tháng từ bốn quốc gia, nhưng cũng sẽ chặn người nào không dùng con đường hợp pháp trong chính sách này. Trong bài diễn văn hiếm hoi tại Tòa Bạch Ốc đề cập cuộc khủng hoảng biên giới phía Nam, Tổng thống Biden cho hay chính sách này sẽ ân xá nhân đạo cho di dân hội đủ tiêu chuẩn từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela. Chính sách này sẽ nằm trong chiến lược biên giới bao gồm quy định số 42. Chính sách nhập cư từ thời Tổng thống Donald Trump vốn cho phép từ chối nhận di dân vì đại dịch COVID-19. Và hôm thứ Năm, thì Tổng thống Biden cho hay những chi tiết mới đó sẽ không sửa được hoàn toàn hệ thống nhập cư của chúng ta, nhưng có thể giúp chúng ta rất nhiều trong việc giải quyết tốt hơn vấn đề vốn rất khó khăn. Ông cho biết thêm, tới khi nào Quốc hội chuẩn thuận ngân sách cho chương trình, một kế hoạch toàn diện để sửa chữa hoàn toàn hệ thống nhập cư, chính quyền của tôi sẽ cố gắng cải thiện tình hình biên giới bằng công cụ chúng tôi đang có. Một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng Giêng đã lên tiếng sau khi Nga thừa nhận có 89 binh sĩ của Nga bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Ukraine sử dụng hệ thống rocket pháo binh cơ động cao tức là HIMARS cho Hoa Kỳ cung cấp. Bộ Quốc phòng của Nga vào ngày 2 tháng Giêng nói rằng lực lượng Ukraine trong đêm giao thừa đã phóng 6 quả rocket HIMARS vào thành phố Makivka thuộc về tỉnh Donetsk hiện nay đang do lực lượng Nga kiểm soát. Phía Nga đã chính thức thừa nhận có 89 người chết, trong khi Ukraine ước tính là có đến gần 400 binh sĩ Nga bị thiệt mạng ở trong cuộc tấn công đó, theo hãng tin tấn AFP đưa tin. Trước những lời chỉ trích ở Nga về việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Ukraine sử dụng kể cả là trong cuộc tấn công nhắm vào Makiyevka, thì phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tướng John Kirby nói rằng chính quyền Hoa Kỳ không cảm thấy áy náy bởi vì Nga là bên phải chịu trách nhiệm. Đây là một cuộc chiến, người Ukraine đang đánh trả và tự vệ. Những người lính Nga trên lãnh thổ của họ là mục tiêu hợp pháp cho các hành động quân sự của Ukraine. Tướng Kirby nói như vậy và đồng thời ông từ chối bình luận về vai trò của Hamas ở trong cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, ông cho biết là chúng tôi đang và sẽ tiếp tục cung cấp cho họ các loại hệ thống và hỗ trợ mà họ cần có để bảo vệ mình. Trong đó có cả hệ thống HIMARS đã được cung cấp trong quá khứ và rất có thể là HIMARS sẽ được cung cấp thêm nữa ở trong tương lai. Ông Kirby còn nhấn mạnh chiến tranh hiện nay là cuộc chiến giữa Nga với Ukraine và ông bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine thật sự là để nhằm chống lại Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói chung. Hoa Kỳ tính gửi xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine. Vào ngày 5 tháng Giêng, Tổng thống Joe Biden cho biết là việc gửi 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine đang được cân nhắc để giúp cho Kyiv tăng cường khả năng chiến đấu. Bradley là dòng xe bọc thép với súng cực mạnh, đã được quân đội của Hoa Kỳ sử dụng như là một phương tiện chủ lực để vận chuyển binh lính trên chiến trường từ những năm 80. Quân đội Hoa Kỳ có hàng ngàn chiếc Bradley có thể giúp Ukraine tăng thêm sức mạnh đáng kể trên chiến trường. Tuy nhiên, thì Hoa Kỳ vẫn chưa tính chuyển gửi xe tăng Abram cho Ukraine như đề nghị của Kyiv. Vào cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky nói trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng hàng chục tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga không phải việc từ thiện mà là đầu tư cho an ninh toàn cầu. Hoa Kỳ đã dành khoảng 21,3 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Ukraine từ khi chiến tranh đã nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Đại sứ quán Hoa Kỳ nối lại việc cấp visa tại Cuba sau 6 năm đình trệ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba đã bắt đầu mở lại các dịch vụ thị thực và lãnh sự kể từ ngày 5 tháng Giêng, lần đầu tiên kể từ năm 2017. Họ xác nhận là sẽ bắt đầu giải quyết thị thực nhập cư, ưu tiên cấp giấy phép đoàn tụ cho người Cuba với gia đình ở tại Mỹ và dự kiến mỗi năm cấp ít nhất là khoảng 20.000 thị thực. Hành động này diễn ra sau một loạt các cuộc đàm phán và các chuyến thăm của giới chức Hoa Kỳ tới Havana trong những tháng gần đây và cũng có thể là dấu hiệu của sự tan băng quan hệ giữa hai nước. Những cuộc đàm phán này để nhấm nhằm nhấn mạnh đến cam kết của chúng tôi trong việc theo đuổi các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với chính phủ Cuba khi thích hợp để thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố vào ngày vào tháng 11 năm ngoái sau chuyến thăm của phái đoàn Hoa Kỳ đến Cuba. Hoa Kỳ đã đình chỉ các dịch vụ thị thực và lãnh sự ở tại Cuba vào năm 2017 sau khi các nhân viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Cuba đã gặp phải một loạt các sự cố về vấn đề sức khỏe và không rõ được nguyên nhân chính phủ cuba luôn khẳng định không có bất kỳ một bằng chứng khoa học nào để chứng minh cái gọi là vụ tấn công sóng âm nhắm vào các nhà ngoại giao hoa kỳ ở tại cuba và đồng thời tuyên bố là la habana luôn sẵn sàng hợp tác với hoa thịnh đốn để làm rõ sự việc Thống đốc DC chọn một người Cộng hòa quản trị hệ thống bầu cử Pennsylvania, ông George Shapiro, thống đốc đắc cử của Pennsylvania, một người thuộc đảng Dân Chủ vào ngày 5 tháng Giêng, vừa chỉ định một thành viên của đảng Cộng hòa mang lập trường kiên định bác bỏ luận điệu gian lận bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump để trở thành viên chức quản trị hệ thống bầu cử tiểu bang chiến trường này. Ông Al Smith, trước đây từng giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng bầu cử thành phố Philadelphia, người đã đẩy lùi các nỗ lực của cựu tổng thống nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Ông Smith, người phục vụ trong hội đồng thành phố Philadelphia trong một thập niên, có thành tích được chứng minh trong việc bảo vệ nền dân chủ của đất nước, bảo vệ quyền bầu cử và can đảm đứng lên chống lại chủ nghĩa cực đoan, ngay cả khi đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng. Thống đốc đã lên tiếng ca ngợi như trên. Sau cuộc bầu cử vào năm 2020, thì ông Smith đã bác bỏ tuyên bố vô căn cứ của cựu tổng thống Donald Trump về việc có hàng ngàn lá phiếu của người bầu của đảng Dân Chủ được đếm trong cuộc bầu cử và gọi những cáo buộc về cuộc bầu cử 2020 gian lận là viễn phong với lỗ bịch. Hành động cương trực chống âm mưu lật ngược kết quả bầu cử khiến cho ông Smith bị phe nhóm ủng hộ của ông Trump vô cùng phẫn nộ. Vào năm ngoái thì ông Smith đã ra điều trần trước ủy ban 6 tháng giêng của Hạ viện và cho biết rằng là ông và gia đình là mục tiêu đe dọa của những người ủng hộ ông Trump. Sự tấn công càng lúc càng trở nên hiện thực hơn với những hình ảnh ám thị sự đe dọa ghê rợn hơn, không chỉ bao gồm tên tôi mà còn bao gồm các thành viên trong gia đình tôi theo tên, tuổi, địa chỉ, hình ảnh ngôi nhà của gia đình chúng tôi, đủ cả mọi chi tiết rùng rợn mà quý vị có thể tưởng tượng. Ông Smith đã tương trình trước Ủy ban Hạ viện như trên. Thưa quý vị, tiểu bang Texas bị cáo buộc thi hành án tử bằng thuốc đã hết hạn. Ba tử tù là Robert Frada, Wesley Ruiz và John Ballantyne mới đây nộp đơn kiện chính quyền của tiểu bang Texas với cáo buộc có kế hoạch sử dụng thuốc hết hạn và không an toàn để thi hành án tử hình kể từ đầu năm nay. Trong số 3 phạm nhân, án tử hình của Frata dự kiến được thi hành sớm nhất đó là vào ngày 10 tháng Giêng. Hai phạm nhân còn lại dự kiến được thi hành án vào tháng 2. Ông Sean Nolan, luật sư đại diện cho Ballantyne và Ruiz, đã chỉ trích chính quyền của bang Texas vì thiếu minh bạch ở trong quá trình thi hành án tử và yêu cầu tòa án tổ chức phiên điều trần đánh giá chứng cứ để nhằm quyết định liệu các tử tù có phải chịu đau đớn trong quá trình thi hành án hay không. Chính quyền Texas cáo bỏ đã bác bỏ những cáo buộc trên. Trong một tài liệu có liên quan đến vụ kiện đã được địa trình lên tòa án, Bà Michaela Almgren là một giáo sư thuộc về Đại học Dược ở Nam Carolina cho biết sau quá trình đánh giá, bà kết luận các loại thuốc gây mê ở trong kho của Sở Tư pháp Hình sự của tiểu bang Texas đã hết hạn. Theo bà Almgren, một số lọ thuốc gây mê đã được lưu trữ trong 630 ngày, trong khi một số loại thuốc khác được lưu trữ trong hơn 1.300 ngày, tức là cao hơn nhiều so với mức 24 giờ đã được quy định. Tòa án phúc thẩm hình sự cao cấp nhất của Texas vào hôm 30 tháng 12 đã quyết định tạm ngừng giải quyết đơn kiện của ba phạm nhân để đánh giá đơn kháng cáo từ văn phòng tổng trưởng lý của tiểu bang Texas. Theo đó, chính quyền Texas muốn vụ kiện được giải quyết ở tại tòa án hình sự thay vì là tòa án dân sự. Các nhà lập pháp ở tại Texas đã thông qua luật cấm tiết lộ các loại thuốc được sử dụng trong quá trình xử tử vào năm 2015. Tòa án tối cao của tiểu bang Texas bảo vệ đạo luật này ở trong phán quyết vào năm 2019. Tiếp theo, bản tin liên quan đến thu nhập trên 42.000 Mỹ Kim một năm mới được coi là trung lưu tại Hoa Kỳ. Thu nhập trung bình của người Hoa Kỳ có sự chênh lệch tùy thuộc vào khu vực sinh sống. Điều này cũng ảnh hưởng đến mức thu nhập được xác định thuộc nhóm tầng lớp trung lưu. Để vào nhóm trung lưu ở New York, người dân phải có thu nhập 56.000 cho đến 169.000 Mỹ Kim một năm. Los Angeles là 55.000 cho đến 165.000 Mỹ Kim. Miami là 43.000 cho đến 128.000 Mỹ Kim. Philadelphia là 53.000 cho đến 160.000 Mỹ Kim. Washington là 74.000 cho đến 221.000 Mỹ Kim San Francisco lên tới 77.000 cho đến 232.000 Mỹ Kim trong khi đó thì chỉ cần kiếm được tối thiểu là 42.000 Mỹ Kim người dân tại Tampa St Petersburg Detroit đã có thể nằm trong nhóm trung lưu và bước sang đẳng cấp cao hơn nếu thu nhập vượt 134.000 Mỹ Kim một năm theo trung tâm nghiên cứu Pew, định nghĩa tầng lớp trung lưu là những người kiếm được gấp 2 phần 3 đến 2 lần mức thu nhập trung bình của Hoa Kỳ. Theo cơ quan điều tra dân số, mức thu nhập hộ gia đình bình quân vào năm 2021 là 70.734 Mỹ Kim, Suốt năm thập niên qua, nhóm người thuộc tầng lớp trung lưu tại Hoa Kỳ liên tục bị thu hẹp. Dữ liệu cho thấy là tỷ lệ dân số thuộc tầng lớp trung lưu kể từ năm 2011 dao động quanh mức là 50%. Vào năm 1971 thì tỷ lệ này từng đạt là 61% và sụt giảm dần từ đó cho đến nay. Theo cuộc thăm dò của Gallup, tính cho đến tháng 4 của năm ngoái, có 52% người trưởng thành Hoa Kỳ tự coi mình thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu liên quan đến lĩnh vực kinh tế thưa quý vị. Thị trường việc làm ở tại Mỹ trong năm 2023 có nhiều hứa hẹn. Năm ngoái có thể đã kết thúc trong những tin tức tiêu cực về vấn đề sa thải nhân viên, nhưng dữ liệu mới cho thấy sự thiệt hại là rất nhỏ. Các nền kinh tế cho rằng đó có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm trong năm 2023 sẽ khởi động mạnh mẽ, ngay cả với những đợt cắt giảm nhân sự mới được công bố ở trong tuần lễ này, theo CNBC loan tin vào hôm thứ Năm mùng 5 tháng riêng. Vào tháng 11 là khoảng thời gian bị dung chuyển vì các đợt cắt giảm nhân sự rầm rộ ở trên toàn các công ty kỹ thuật cao. Thị trường lao động ở tại Mỹ báo cáo mức thấp gần như là lịch sử, với 1.4 triệu người bị sa thải, tương đương dưới 1% lực lượng lao động. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Lao động, trong khi đó thì có đến 10.5 triệu cơ hội việc làm được mở ra, tương đương với khoảng 1.7 việc cần có thuê người cho mỗi nhân viên đang làm việc các công ty ở tại Hoa Kỳ hiện nay chỉ kiếm nhân lực vừa đủ để lấp đầy phần người bước ra, tạo ra 6.1 triệu việc làm, trong khi có khoảng 5.9 triệu người nghỉ việc, bao gồm có cả những nhân viên chấm dứt hợp đồng một cách tự nguyện và lẫn bị cho thôi việc. Điểm đáng chú ý đó là khuynh hướng số người tự động nghỉ việc, có thể đi tìm việc mới hơn, vẫn không giảm sút. Trong tháng 11 có đến 4.2 triệu người quyết định nghỉ việc, đánh dấu 18 tháng liên tiếp có đến 4 triệu nhân viên tự động nghỉ việc. Và đó là những phần tin Hoa Kỳ thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Á Châu. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Đài Loan tính lì xì cho toàn dân vào dịp Tết nguyện đáng. Ông Tô Trinh Sương, người đứng đầu của nhánh hành pháp của Đài Loan vào ngày 4 tháng Giêng cho biết là quốc đảo có kế hoạch tặng khoảng 200 Mỹ Kim cho mỗi người dân trong dịp Tết nguyên đáng. Trong bối cảnh kinh tế dự kiến tăng trưởng chậm vào năm 2023, chính quyền của Đài Loan muốn trích 380 tỷ đài tệ, tức là tương đương với 12.4 tỷ Mỹ Kim từ tiền thuế của năm ngoái để bảo vệ hòn đảo khỏi cú sốc suy thoái toàn cầu. Khoảng 140 tỷ đài tệ, trong đó sẽ được chi dưới dạng tiền mặt và mỗi người dân sẽ nhận được 6.000 đài tệ, tức là tương đương với 195 Mỹ Kim. Chúng tôi muốn chúc phúc cho tất cả mọi người sau Tết Nguyên Đán, ông Tô Trinh Sương, nói như trên dù chưa cho biết chi tiết về cách thức mà chính phủ sẽ chuyển tiền cho người dân. Đài Loan là nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới. Chất bán dẫn do hoàng đảo sản xuất được sử dụng trong mọi thứ, từ xe hơi, điện thoại thông minh cho đến máy bay chiến đấu. Nhờ nhu cầu cao về chip cho thiết bị điện tử tiêu dùng khi nhiều người làm việc tại nhà trong đại dịch COVID-19, nền kinh tế của đảo quốc này đã tiếp tục tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây ở tại Iraq, quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ, nhưng nạn tham nhũng đã tràn lan. Bất động sản đã trở thành cách phổ biến để rửa tiền, bao gồm có tiền rút ruột ngân sách. Bên cạnh đó, quy hoạch nhà ở thất bại và nhu cầu mua nhà cũng đã đẩy giá nhà ở Baghdad tăng cao, vượt quá tầm tay của nhiều người dân Iraq bình thường. Đại lý bất động sản Hussein Al Safa cho hay, ở tại Khorra quận buôn bán sầm uất, giá mỗi mét vuông trước đây dao động từ 1.200 đến 1.700 Mỹ kim, nay lên đến khoảng 3.000 đến 5.000 Mỹ kim. Ở quận Jadria, nơi sinh sống của giới tinh, giới tinh hoa chính trị và kinh tế của Iraq, thì giá mỗi mét vuông dao động từ 4.000 đến 8.000 Mỹ kim. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, hệ thống ngân hàng của Iraq chưa phát triển. Cứ 5 người dân Iraq thì chỉ có một người có tài khoản ngân hàng. Giao dịch bất động sản thường được thực hiện bằng tiền mặt nhà kinh tế học Ali Awarawi al nói. Giải thích về việc mua bán bất động sản là cách dễ dàng và nhanh chóng để giấu tiền vào nhà cửa và đất đai. Việc bất động sản tăng giá không liên quan đến thị trường mà liên quan đến tới mafia và rửa tiền. Mohamed al Rabi, phát ngôn viên của thành phố nói như vậy. Về việc chính quyền trước quy hoạch kém và thiếu đầu tư vào nhà ở cũng chính là nguyên nhân gây ra tăng giá. Chính quyền Iraq gần đây tuyên bố mục tiêu xây dựng nhà ở giá rẻ cho người nghèo. Với khoảng chừng 1 triệu cư dân Baghdad ước tính đang bị thiếu nhà ở. Tiếp theo phần tin Á Châu, hầu tòa vì phóng sinh 12 tấn cá. Nhà chức trách của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã khởi kiện một người phụ nữ họ Xu sau khi bà này đã phóng sinh lượng lớn cá vào hồ công cộng và bỏ mặt chúng chết ở đó. Tờ South China Morning Post đã đưa tin vào ngày 5 tháng 2 như trên. Theo hồ sơ gửi tới tòa án, số cá phóng sinh gồm có 12.5 tấn trị giá khoảng 13.000 mỹ kim. Bà Su mua rồi phóng sinh tất cả vào một hồ nước tại Giang Tô vào cuối năm 2021. Số cá nói trên sau đó không lâu đã chết khiến cho nhà chức trách phải triển khai lực lượng để thu dọn mất 10 ngày. Bà Su cùng với người bán cá tên là Liu đã bị khởi kiện và đòi bồi thường 13.000 Mỹ Kim kèm với một khoản tiền phạt không được công bố. Phóng sinh là một phong tục lâu đời tại Trung Quốc được người dân thực hiện nhằm cầu mong may mắn và phát tài. Tuy nhiên, thì những năm gần đây, tục lệ này đã bắt đầu gây nhiều tranh cãi do nhiều loài động vật như là rùa, cá, chim bị đánh bắt cũng như ngày càng nhiều trường hợp người dân phóng sinh các loài động vật xâm lấn gây đe dọa cho môi trường tự nhiên. Miến Điện ân xá hơn 7.000 tù nhân trong ngày Quốc Khánh Trả lời phỏng vấn với AFP, người phát ngôn của chính quyền quân sự Miến Điện do Minh Thun cho biết, tổng cộng có 7.012 tù nhân sẽ được ân xá nhân kỷ niệm Quốc Khánh Miến Điện mùng 5 tháng riêng, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đài truyền hình nhà nước Miến Điện MRTV cho biết thêm, các tù nhân bị kết tội giết người và hãm hiếp hoặc là bị bỏ tù vì các tội danh có liên quan đến chất nổ, tổ chức phi pháp, vũ khí, ma túy và tham nhũng thì sẽ không được ân xá. Hiện nay chưa rõ liệu có bất kỳ tù nhân chính trị nào được trả tự do hay không. Lễ quốc khánh của Miến Điện cũng sẽ có hoạt động diễn binh qua thành phố Napito. Truyền thông Miến Điện cho hay xe tăng, bể phóng tên lửa và xe bọc thép sẽ xuất hiện ở trong buổi diễn binh đồng thời có 750 con chim bồ câu sẽ được thả trong buổi lễ mừng quốc khánh. Trước đó vài ngày, Tòa án miễn Điện 30 tháng 12 đã kết án thêm 7 năm tù đối với cựu cố vấn nhà nước bà ông San Suu Kyi, nâng tổng số năm tù lên bà là 33 năm. Phiên tòa xét xử bà ông San Suu Kyi được tổ chức kín ở tại Nabido. Đây là phiên tòa xét xử năm cáo buộc tham nhũng cuối cùng của bà ông San Suu Kyi quan tham của Trung Quốc có 4 chiếc tủ chứa đầy tiền, gần chục xe sang. Chỉ với vài ba câu nói, cựu bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch công ty quản lý tài sản Hoa Dung, ông Lại Tiểu Dân đã được chủ doanh nghiệp tặng một căn hộ cao cấp. Theo thông tin trên trang web của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc được viết tắt là CCGI, ông Lại Tiểu Dân sinh vào năm 1962 ở thành phố Thủy Kim, tỉnh Giang Tây. Ông vừa bị tuyên án tử hình vì nhận hối lộ. Từ năm 2009, ông lại được bổ nhiệm làm phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch công ty quản lý tài sản Hoa Dung, một công ty tài chính quốc doanh thuộc Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc. Vào tháng 4 của năm 2018, ông lại tiểu dân bị CCDI tiến hành điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Khi đến khám sát biệt thự của ông Lại thì các điều tra viên đã bất ngờ trước 4 chiếc tủ chứa đầy tiền cùng với hàng loạt giấy tờ sở hữu địa ốc và cả chục chiếc xe sang như là Bentley, Mercedes-Benz, Alphard được để trong phòng kính. Ngoài ra thì họ còn thu giữ hàng chục đồng hồ đắt tiền, một lượng lớn vàng thỏi, tranh thư pháp mà ông lại đã cất giấu ở đó. Theo thông cáo từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiên Tân, trong thời gian làm chủ tịch công ty quản lý tài sản Hoa Dung, ông lại đã lợi dụng chức vụ để giúp đỡ nhiều doanh nghiệp và cá nhân vay vốn theo phương thức bất hợp pháp, sau đó nhận hối lộ từ những người này gồm có tiền, vàng và nhiều hiện vật, chiếm dụng trái phép tiền công quỹ, có lối sống, buông thả và có nhiều người tình. Máy bay không người lái của Bắc Hàn bị phát hiện đã đi vào vùng cấm bay mang tên là P-73, có bán kính 3 7 cây số xung quanh văn phòng của Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Hán Thành trong một thời gian ngắn vào tháng trước. Quan chức quân đội Nam Hàn đã yêu cầu giấu tên, cho biết là chiếc máy bay không người lái nói trên nằm ở trong số 5 chiếc máy bay không người lái của Bắc Hàn. Ngày 26 tháng 12 đã vượt qua danh giới quân sự liên triều, bay vào rìa phía bắc của khu vực cấm bay, nhưng không đến gần những cơ sở an ninh chủ chốt. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn khi đó đã bác bỏ thông tin, truyền thông suy đoán về vụ máy bay không người lái của Bắc Hàn xâm nhập vào vùng P-73. Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup đã báo cáo với Tổng thống Yoon về việc máy bay không người lái xâm nhập vào một phần của khu vực nói trên trong cuộc họp vào hôm 4 tháng riêng về các biện pháp chống máy bay không người lái, cụ thể như là kế hoạch phát hiện UAV có khả năng tránh radar và hệ thống tiêu diệt UAV. Theo Yonhap, các vụ xâm nhập của UAV đã cho thấy Nam Hàn chưa có đủ năng lực quốc phòng để phát hiện, theo dõi và bắn hạ những máy bay không người lái nhỏ như vậy. Theo Bộ Quốc phòng Nam Hàn, đặc biệt là các máy bay không người lái của Bắc Hàn đã bay trên những quỹ đạo khác thường, thay đổi tốc độ và độ cao, cũng như là các chuyến bay theo những cách mà không ngờ tới được. Quay sang bản tin Á Châu tiếp theo cho hay khách của Trung Quốc nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khi bị cách ly tại Nam Hàn. Nhà chức trách của Nam Hàn đang truy tìm một công dân Trung Quốc xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh sân bay quốc tế Incheon vào cuối ngày 3 tháng Giêng, nhưng đã mất tích trong lúc chờ cách ly Phía của Nam Hàn không công bố danh tính của người này và đã phát lệnh truy nã. Nếu bị kết tội vi phạm đạo luật kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm ở Nam Hàn, công dân Trung Quốc có thể phải chịu án tù lên tới một năm hoặc là nộp phạt 10 triệu won, tức là hơn 7.800 Mỹ Kim. Kể từ ngày 5 tháng Giêng, thì du khách của Trung Quốc tới Nam Hàn phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính, thực hiện không quá 48 giờ trước khi khởi hành, hoặc là xét nghiệm kháng nguyên âm tính không quá 24 giờ nhiều nước khác như là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước tại châu Âu cũng đã có hành động tương tự trước đó do lo ngại về làn sóng lây nhiễm tại Trung Quốc. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Nam Hàn, được viết tắt là KDCA, đã có hơn 2.100 người từ Trung Quốc đến Nam Hàn kể từ ngày 2 tháng Giêng. Kết quả xét nghiệm cho thấy là chỉ tính riêng vào ngày 3 tháng Giêng, 26% trong số 281 người được xét nghiệm đã cho kết quả dương tính. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi so là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trở thành thị trường số 1 của thủy sản Việt Nam Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường số 1 nhập cảng thủy sản của Việt Nam khi cán mốc là hơn 2.1 tỷ Mỹ Kim vào năm 2022. Trong khi đó, Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản để trở thành phần thị trường lớn thứ hai nhập cảng thủy sản của Việt Nam với kim ngạch là 1.8 tỷ Mỹ Kim. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam tức là VASEP, xuất cảng thủy sản nhờ tăng trưởng liên tục trong vòng 10 tháng đầu năm ở nên ngành thủy sản đã cán đích của năm 2022 với kim ngạch xuất cảng là 11 tỷ Mỹ Kim tăng được gần 24% so với một năm trước đó. Và đây cũng là mức kỷ lục của ngành sau 20 năm gia nhập vào thương mại thủy sản toàn cầu. Các nước ASEAN cũng là điểm tiềm năng và thuận lợi cho các doanh nghiệp thủy sản. Năm 2022, xuất cảng thủy sản sang ASEAN đạt được 790 triệu Mỹ Kim. Các thị trường như là khối liên nâu và Nam Hàn cũng đều ghi nhận tăng trưởng hai con số. Vòi tiền tiếp của du khách ngoại quốc Viên công an cửa khẩu tại nội bài bị đình chỉ Giới chức của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam xác nhận đã tạm đình chỉ viên công an cửa khẩu phi trường nội bài, người vừa bị tố vòi tiền thiếp du khách ngoại quốc. Báo Dinh vào ngày 5 tháng Giêng đã đưa tin này, nhưng không công bố danh tính của viên công an nêu trên. Chúng tôi đã xác định được cán bộ và đình chỉ công tác người này để làm rõ hành vi. Đại diện của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nhận được dẫn lời. Trước đó, vào ngày 2 tháng Giêng, thì Facebooker là Kugan Pillai, người hiện đang sống tại Singapore, đã cho biết trên trang cá nhân rằng là khi làm thủ tục xuất cảnh ở nội bài, ông đã bị một nhân viên viết chữ TIP lên chiếc vé máy bay và liên tục chỉ vào chữ này. Do không biết phải làm gì hoặc là nhờ ai giúp đỡ và sợ sổ thông hành, tức là passport, không được đóng dấu xuất cảnh nếu không chịu đưa tiền, thì ông đã nhượng bộ bằng cách đưa 500.000 đồng, tính ra thì khoảng 21 Mỹ Kim. Ngay khi về Singapore thì ông này đã kể lại chuyện bị vòi tiền ở nội bài trên mạng xã hội và cho biết đã thông báo sự việc cho Bộ Ngoại giao của Singapore cũng như là Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội. Cũng theo báo Zing, thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có chỉ đạo quyết liệt nhằm xác minh làm rõ sự nghiêm minh theo quy định của ngành và của pháp luật biến chủng tồi tệ nhất của Omicron đã xuất hiện ở tại Sài Gòn. Bệnh viện nhiệt đới Sài Gòn loan báo đã ghi nhận biến chủng Breaking XBB là một biến chủng tồi tệ nhất của Omicron ở tại thành phố này. Theo báo tuổi trẻ đưa tin vào hôm 5 tháng riêng, việc phát hiện ra biến chủng XBB là chủng phụ thế hệ tiếp theo của chủng BA2 Omicron, còn được gọi là BA2.10, được ghi nhận thông qua việc tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 tiến hành ở trên 526 ca bệnh COVID-19 nhập viện ở tại Bệnh viện nhiệt đới của thành phố từ hôm 1 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 12. Cụ thể, kết quả cho thấy từ tháng 7 cho đến tháng 9 năm 2022, biến chủng phụ BA5 Omicron chiếm ưu thế. Trong khi đó, 3 tháng cuối năm thì BA275 lưu hành chính. Đặc biệt có 3 mẫu nhiễm biến chủng XBB đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận biến chủng này. Các nhà khoa học trên thế giới nhận định, chủng XBB là biến chủng phụ Omicron tồi tệ nhất cho đến nay, bởi vì đặc tính lây lan nhanh hơn bất kỳ biến chủng phụ nào. Nó trốn tránh được miễn dịch vaccine, nhiễm bệnh tự nhiên và các liệu pháp không thể đơn, kháng thể đơn dòng. Giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng của trường đại học y dược của Sài Gòn cho rằng nếu Việt Nam đã có xuất hiện XBB 1.5 và nếu như chưa có thì sẽ có trong tương lai sắp tới thì số ca nhiễm sẽ gia tăng. Tuy nhiên điều này không đáng sợ bởi vì số ca nhập viện và tử vong cũng không gia tăng nếu như người dân chích ngừa vaccine đầy đủ theo như khuyến cáo của ngành y tế và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Tiếp theo phần tin Việt Nam, các địa phương đừng xin những cái lạc vặt. Vâng, đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong hội nghị tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào sáng ngày 5 tháng Giêng. Thủ tướng cho biết vào năm ngoái thì Việt Nam vượt thu ngân sách 392.000 tỷ đồng là con số chưa từng có. Khoản tiền này sẽ ưu tiên chi tiền lương giải quyết các vấn đề cấp bách bất ngờ như là thiên tai, dịch bệnh. Còn lại tập trung cho phát triển hạ tầng cơ sở giao thông chiến lược. Theo đó thì mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam phải có 3.000 km đường cao tốc và tới năm 2030 là 5.000 km để tạo không gian động lực phát triển. Chúng ta phải tập trung nguồn lực để làm ra tấm, ra món, dứt khoát không để dàn trải, manh múng kéo dài, Thủ tướng đã nêu. Ông yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đưa ra được các tiêu chuẩn tiêu chí trong đầu tư, các bớt các dự án không cần thiết, phải làm những dự án tiếp tục sinh ra tiền. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết năm 2022, cơ quan này đã trình cấp có thẩm quyền cắt giảm gần 5.000 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đã đề nghị các địa phương không chạy trọt lên xin Bộ Kế hoạch và Đầu tư những cái lặt vặt vì không có nguồn lực để dàn trải. Theo ông chính, một phần nguyên nhân của chậm giải ngân đầu tư công cũng xuất phát từ việc đầu tư thiếu tập trung, khâu chuẩn bị không tốt. Sắp đến Tết, những chậu bonsai, linh vật, hình con mèo, biểu tượng cho năm 2023 là những trái dừa khô đang thu hút khách nhà vườn, cho biết là sản lượng bán có thể gấp 3 lần năm ngoái. Ở trên thị trường nói chung, giá các chậu bonsai hình mèo đón Tết Quý Mão giao động từ 400.000 cho đến khoảng 2 triệu Bên cạnh đó, những chế tác hình mèo thần tài mang tài lộc đến cho gia chủ. Các nhà vườn có sáng tạo thêm các mẫu mới như hình cặp mèo vợ chồng, đa dạng hình mà hai con giáp. Đặc biệt với những chậu bonsai, cặp, trang trí bắt mắt, tiểu cảnh, sinh động, gồm có cá và nước sẽ có mức giá lên đến vài triệu đồng cho mỗi chậu. Màu chủ đạo của các chậu bonsai mini thường là vàng đồng giả cổ, vàng tươi và màu mộc của gáo dừa. Riêng ở tại vườn của một người ở huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre còn có sản phẩm mèo thần tài màu hồng lấy cảm hứng từ mèo Kitty. Một số nhà vườn làm theo ý tưởng riêng của từng khách, đồng thời còn trang trí cầu chúc năm mới và thỏi vàng lên bonsai để lấy may mắn cho khách hàng. Không chỉ có các tỉnh miền Tây, các tỉnh khác như Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Sài Gòn, vân vân Cũng có xuất hiện nhiều nhà vườn chế tác những chậu cây cảnh dừa bonsai có hình dáng độc đáo. Tiếp theo phần tin Việt Nam, mạng mobile phone lại mất sóng. Chiều ngày 4 tháng Giêng, người dùng mạng mobile phone tại thành phố Sài Gòn đã bất ngờ thấy điện thoại mất sóng, không thể nhận và thực hiện cuộc gọi cũng như là truy cập dịch vụ 4G. Đại diện của mobile phone xác nhận tình trạng kết nối tại thành phố Sài Gòn gặp gián đoạn, hệ thống có hiện tượng nghẽn cục bộ, khách hàng tại một số khu vực khó sử dụng dịch vụ. Công ty đang khai triển các biện pháp khắc phục nhưng chưa thông báo chi tiết về nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng. Hơn 7 giờ tối cùng ngày thì người dùng vẫn chưa thể kết nối lại, nhất là ở khu vực trung tâm quận nhất và quận 3. Theo ông Thành Nhân, đại diện của một đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển lớn, việc mobile phone gián đoạn đột ngột mà không thông báo trước, không chỉ phiền hà mà còn gây thiệt hại cho người dùng. Ông cho biết là nhiều tài xế đang không thể giao hàng theo đúng lịch do mất sóng. Tổng đài phải tìm phương thức liên lạc khác như là OTT để thông báo và xin lỗi khách hàng. Một số hàng hóa không thể để lâu ở nhiệt độ bên ngoài trời buộc phải trả về kho. Trong khi đó, thì đại diện của một hệ thống bán lẻ smartphone thuộc top 5 của thành phố Sài Gòn cho biết ban đầu mạng chăm sóc khách hàng của cửa hàng liên tục bị cháy máy do khách để gọi phản ứng điện thoại gặp trục trặc. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng mạng mobile phone gặp trục trặc tại phía Nam. Lại thêm tù nhân lương tâm bị chết ở trại giam Nghệ An. Facebooker Po Lộc, một linh mục thuộc dòng giáo cứu thế Việt Nam, cho hay ở trên trang cá nhân, dựa theo thông tin từ bà Đinh Thị Sa, thì chồng của bà là mục sư Đinh Diêm đã chết ở tại trại giam số 6 của huyện miền núi Thanh Trương thuộc về tỉnh Nghệ An vào ngày thứ năm mùng 5 tháng Giêng. Công an của trại giam đã gọi cho bà từ đêm ngày hôm trước, thông báo đưa ông Đinh Diêm đi cấp cứu ở bệnh viện. Khi Hay Tin bà đã đi vội từ Quảng Ngãi đến Nghệ An để thăm. Mục sư Đinh Diêm sinh năm 1962, người sắc tộc Rê là em út trong gia đình có bốn anh em trai. Anh cả của ông cũng là mục sư Đinh Tấn Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, cộng đồng dân tộc Kore ở tại huyện Sơn Hà. Mục sư Đinh Diêm bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 16 năm tù hồi năm 2018 khi bị vu cho tội âm mưu lật đổ chế độ độc tài tham nhũng tại Việt Nam. Trước khi bị bắt, ông là ủy viên truyền giáo của khu vực miền Trung thuộc về giáo hội Liên hữu tin lành Lutheran Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông là ủy viên mục sư đoàn VPEF thuộc về ban đại diện dân tộc Rê. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tổ chức liên kết các tôn giáo ở tại Việt Nam, không nằm ở trong hệ thống tôn giáo quốc doanh. Khi bắt mục sư Diêm, nhà cầm quyền vui cho ông là tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Mỹ, Mục sư Diêm bị cho là tổ chức này phong cho ông chức chủ tịch lâm thời Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam VTV khi đưa tin về phiên tòa nói rằng ông vận động kêu gọi các tổ chức và các chức sắc tôn giáo tại Việt Nam tham gia vào tổ chức này để nhằm phát triển lực lượng và tiến hành lật đổ chế độ. Bất ngờ với số lượng công ty môi giới bất động sản phải đóng cửa cho nhân viên nghỉ Tết sớm, Nhận định chung về thị trường bất động sản của Việt Nam trong năm 2022 ở tại hội thảo bắt mạch thị trường bất động sản của năm 2023, ông Nguyễn Mạnh Hà là Phó Chủ tịch của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, giai đoạn cuối năm 2021, đầu năm 2022, với dòng tiền dễ được bơm vào thị trường, cộng với sự phục hồi của nền kinh tế và quá trình đô thị hóa đã kéo theo nhu cầu bất động sản tăng cao ở tất cả các phân khúc. Nhưng từ cuối quý 2 của năm 2022 cho đến nay, thị trường bất động sản dần lao dốc và rơi vào trạng thái ngủ đông vì bị ảnh hưởng bởi những chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và cũng với nhiều lý do khác. Hệ quả của thực trạng trên là hàng loạt công ty và sàn môi giới phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Những công ty còn hoạt động thì đang ở mức cầm cự, phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, cắt giảm bộ máy nhân sự hoặc là một nhân sự kiêm hai cho đến ba công việc để có thể sinh tồn. Thậm chí có doanh nghiệp giảm đến từ 60 đến 70% lượng nhân sự và cắt giảm lương. Nhiều công ty buộc phải cho nhân viên nghỉ Tết sớm. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Sài Gòn nhận định, cái khó của thị trường ở thời điểm này đó là tâm lý lo ngại đang bao trùm thị trường. Do đó các công ty mới thành lập hoặc là lập được vài năm nhưng bán hàng không được, đã phải dục dịch giải thể hoặc là có nguy cơ giải thể rất cao. Và thưa quý vị, đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam. Sau một vài thông tin thương mại xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Bão lớn vùi dập California, ít nhất là hai người thiệt mạng, gồm một đứa bé 2 tuổi. Bão lớn và nguy hiểm tiếp tục vùi dập California vào ngày thứ Năm, ngày 5 tháng Giêng, sau khi đã gây chết chóc vào hôm thứ Tư, theo OC Patch cho hay. Tin tức cho hay là trận bão làm cho hai người thiệt mạng tại Bắc California vào ngày thứ Tư, gồm có một người 19 tuổi thiệt mạng sau khi xe bị trượt trên đường ngập nước ở Fairfield và đứa bé 2 tuổi cũng đã thiệt mạng do cây ngã đè lên nhà. Sở khí tượng quốc gia NWS phát hàng loạt lệnh báo động lũ lụt cho Monterey County, dọc theo hai con sông Carmel và Salinas. Vùng Monterey Bay Area bị ảnh hưởng bão nặng nề, cầu tàu ở Aptos và Capitola bị nước cuốn trôi vài đoạn. Bão tiếp tục càng quét khắp California vào sáng ngày thứ Năm. Vùng Duyên Hải và Sacramento Valley có thể mưa hơn 1 inch một giờ. Lũ quét trượt bùn cũng như là gió mạnh hơn 50 mph, cây ngã đổ và cúp điện có thể xảy ra ở nhiều nơi. Đường Pacific Coast Highway bị chặn từ đường Sea Point tới Warner ở Huntington Beach và ở khu phố Pacific Palisades từ đường Chautauqua tới đường Temescal Canyon do ngập nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải của California là Caltrans cho hay, lệnh báo động ngập lụt có hiệu lực tới chiều ngày thứ năm tại Los Angeles County và Orange County và lệnh báo động sóng lớn dọc bờ biển có hiệu lực tới 10 giờ sáng ngày thứ sáu. Mặc dù nguy hiểm trong thời gian ngắn, nhưng lượng tuyết đó có thể trở nên hữu ích những tháng tới. Một phần ba nguồn nước của California là từ băng tan trên núi Sierra Nevada, mà khối băng khắp tiểu bang đạt 174% mức trung bình tính từ thứ ba vừa qua. Một cảnh sát viên ở quận Cam bị truy tố hình sự sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục hai tù nhân nữ ở trong nhà tù của quận Hạt biện lý của Orange County cho hay vào hôm thứ Năm mùng 5 tháng Giêng, theo nhật báo Orange County Register đưa tin, bị cáo Arcadio Rodriguez, 30 tuổi, bị truy tố một loạn tội nhẹ có liên quan đến hành vi tình dục giữa nhân viên nhà tù với tù nhân, sờ mó bộ phận nhạy cảm của người khác và mang trái phép điện thoại di động vào nhà tù. Theo thông báo biện lý cuộc, Rodriguez là cư dân của thành phố Stanton, làm việc cho sở cảnh sát của Orange County từ tháng 9 năm 2021. Bị cáo Rodriguez phủ nhận tất cả các cáo trạng. Nếu bị kết tội đúng với cáo trạng thì bị cáo có thể ngồi tù tới 18 tháng. Luật sư của bị cáo Rodriguez chưa trả lời yêu cầu của tờ báo OC Register vào hôm thứ tư cho biết ý kiến về vụ truy tố. Hôm thứ năm không rõ là bị cáo Rodriguez vẫn đang được cho nghỉ việc tạm thời, xin nghỉ việc hoặc là chính thức bị sa thải hay chưa. Bị cáo vẫn đang được tại ngoại có điều kiện trong lúc chờ xét xử theo hồ sơ tòa án. Vâng, kính thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối. Vợ đòi ly dị, một người đàn ông tại Utah đã bắn chết cả gia đình 7 người rồi tự tử. Một người đàn ông tại Utah đã bắn chết 5 người con, mẹ vợ và vợ, rồi đã tự tử sau 2 tuần vợ đã nộp đơn ly dị, theo giới chức và hồ sơ công cộng AP đưa tin vào hôm thứ Năm ngày 5 tháng Giêng cho hay. Giới chức tìm thấy thi thể gia đình 8 người này khi tới kiểm tra căn nhà ở Enoch City, cách Salt Lake City khoảng 245 dặm về phía nam. Giới chức của Enoch City đã ra thông cáo báo chí cho hay, tất cả thi thể đều được tìm thấy trong nhà. Hồ sơ tòa án cho thấy là bà Tosa Haidt, 40 tuổi, nộp đơn ly dị vào ngày 21 tháng 12 năm ngoái. Và hôm thứ Năm, thì luật sư của bà loan báo là ông Haidt đã nhận được giấy tờ ly dị vào ngày 27 tháng 12. Trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm, thì ông Jackson Emmes, là cảnh sát trưởng của Enoch City, cho biết là cảnh sát từng điều tra ông Haidt và gia đình mấy năm trước, nhưng không nói rõ về việc gì. Người ta nhìn thấy bà Hyde và những người khác trong gia đình này tại một nhóm giáo dân vào đêm trước ngày họ bị sát hại. Ông Geoffrey Chestnut, là thị trưởng của Enoch City, cho hay. Cảnh sát tới kiểm tra nhà của gia đình ông Hayes vào chiều thứ tư sau khi có người báo cáo là bà Hayes đã bỏ lỡ cuộc hẹn trước đó, theo giới chức của thành phố cho hay. Năm người con vợ chồng này từ 4 cho đến 17 tuổi, gồm có ba gái, hai trai, Nạn nhân còn lại là bà Gail Earl, 78 tuổi, là mẹ của bà Haight. Ông James Park, luật sư đại diện cho bà Haight trong vụ ly dị, cho biết là bà không hề tỏ ra lo sợ sẽ bị chồng hãm hại, nhưng ông Park đã từ chối nói rõ chi tiết, nêu lý do vụ án này đang được điều tra. Ông Park nói ông chỉ gặp bà Haight hai lần, mới nhất là vào hôm thứ ba và cho hay là bà là người rất tử tế. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin trân trọng kính chào.